về chấm 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 chấm. Tôi ước tôi đã có ai đó để có để mình có thể chia sẻ về những khó khăn mà mình chưa bao giờ nói ra. Tôi ước tôi có ai đó để chia sẻ về giới tính của mình. Tôi có ai đó để chia sẻ. Được. À, được. Ừ, được. Nếu bạn trở thành bản thân với đối phương của mình, hãy chia sẻ với anh ấy hoặc cô ấy một điều quan trọng nhất mà họ cần biết. Bạn toàn bảo tôi là nhìn tím tím, nhìn tím tím. Ừ. Tôi chia sẻ với tính thân của tôi là thẳng. Tôi là trai thẳng cho mình, tôi là trai thẳng cho mình. Thẳng tưng. Tưng luôn ạ. Tưng. Ông còn biết gì tôi? Thực ra là cũng biết nhiều, nhưng có những cái điều mà bí mật mà bạn chưa chia sẻ. Bạn nghĩ cái điều gì là bí mật đúng không? Ồ, mình không biết mình có cái gì để bí mật nữa. Người mình cứ lúc nào cũng show show ra luôn. Không biết mình có bí mật gì nữa. Thì... À! Cái này chưa biết. Cái gì ạ? Có khoảng... 6 người yêu cũ. Kiểu vừa mắc cười vừa tự hào. 6 người yêu cũ. Tôi thì có 1 rồi. Thiệt luôn hả? Ừ. Thì thôi rút lại còn 5 nha. 5 thôi. 5 thôi. Chứ nó chênh lệch nhiều quá cũng kỳ. Hãy nói với đối phương điều mà bạn thấy thích ở họ. Có một điểm chung của Kara và cả Noway. Cái tính cách và cách suy nghĩ. Mặc dù ở độ tuổi này tính là cũng nhỏ mà đúng không? Rất là biết bảo bọc và biết lo, biết nghĩ cho gia đình mình. Bớt tạo dáng đi. Mình lại trả lời đi kìa. Còn đối với mình thì thực sự là Kara rất là lầy. Rất là lầy với cả luôn luôn mà tạo cho đối phương cái không khí vui vẻ. Chia sẻ với đối phương khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của bạn. Đi vệ sinh môn kép không? Đi vệ sinh môn kép không? Rồi đó. Thật hả? Ừ. Thì cái gì? Lẹ ra thật à? Ừ. Kiểu như ai chả có. Đang đi đường tự nhiên có một người gọi bạn của họ. Ừ. Xong rồi mình cũng với thay mình chào. Xong rồi ai nhờ hóa ra là họ đã chào cái ông bắt đầu là đi quê đó. Tải ngay VEON để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền, những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VEON.